Rồi, hai bố con hôm nay sẽ ôn tập kiến thức cơ bản của phần tiếng Việt công nghệ nhá. Tức là con hết học kỳ 1 rồi thì bây giờ mình sẽ ôn tập từ đầu kỳ 1 đến giờ xem con đã học những cái gì đúng không? Đầu tiên là âm đềm. Thì ta có âm đềm O và Âm âm đềm đềm O O với và âm âm đềm đềm U U. đúng không? Đây. Tức là mình ôn tập các mẫu vần này, có mẫu vần cơ bản là con đưa vào mô hình cả rồi đúng không? Vần gì có âm chính này, đây. Thì đọc cái này là lá đúng không? Vần gì có âm chính thôi đúng không? Còn mà vần có âm đềm và âm chính đây, âm đềm đâu? Con chỉ xem nào. Âm đềm á. Ừ. Đây này, vần này là có cả âm Âm đềm đềm và âm chính đây. này. Âm đềm là ó đúng không? Nè. Âm chính là á thì cái này là Lúa. loa. Còn vần mà có cả âm chính và âm cuối là âm Lan. chính này, âm cuối này là lá đúng không? Nè. Còn mô hình thứ tư đó là các mẫu vần thứ tư là vần có âm đềm, âm chính và âm cuối là âm chính á, âm chính a này, âm đềm o và âm cuối n là loan đúng không? Loan. Rồi ôn tập đến bài tiếp theo đó là cách đọc và cách đưa tiếng vào mô hình. Ví dụ đây là tiếng quá nhá, thì mình sẽ đánh vần là cờ quá quá đúng không? Quá đúng không? Khi viết thì âm đầu cờ đi với âm đềm viết là cú này, quý này đúng không? Thì âm đềm o khi đi về âm đầu quý viết là ú. Đây cái này, đây đây ví dụ này luôn này, ánh sáng nhìn vào đây này, đưa tiếng quá vào mô hình này. Đây ánh sáng đưa vào tiếng quá này vào mô hình thì chữ A là âm gì? Âm đềm á. A là âm chính chứ. À là âm chính. U U là là âm âm đềm. đềm. Cuối là Cuối là âm chính đúng không? chính. A là âm chính, U là âm đềm. Cuối. Cuối là âm chính à. Vân âm đâu? Âm đâu đúng không? Cuối là âm đâu. Ví dụ này, tiếng quân này thì đánh vân là u ấn uấn đúng không? Đánh vân tiếng này là cơ uấn quấn đúng không? Quấn huyên quân, đấy là đọc tiếng Việt công nghệ đúng không? Nào con đánh vân lại từ quân này buổi nào. Quân Cơ uốn cuốn huyền quấn huyên quân mình đánh thành hai lần đúng không? Cơ uốn quấn này, quấn huyên quân này, khi việt này âm đầu cơ sẽ đi về âm đềm việt là quý đúng không? Con dấu thanh huyên việt trên đỉnh của âm gì? Dấu thì việt trên đỉnh của âm gì nhỉ? dấu là về đỉnh của ấm ở Âm ở làm gì? Âm chính đúng không? Rồi làm chính rồi đưa tiếng quân vào mô hình thì đây ta có âm chính là ở đúng ở không? Âm đềm là ú và âm cuối là nơ thì dấu huyên phải đặt trên âm ở đúng không? Rồi tiếp theo nào, đưa tiếng khuya tuyết vào mô hình. Đây thì ở đây là họ đưa sẵn rồi, đây đã có âm chính là ý a luôn đúng không? Âm đềm ú đây là khuya, còn tuyết là ý ế. Vân tuyết này con học rồi đúng không? Tuyết thì dấu sắc sẽ để trên âm chính đúng không? là y e Đúng rồi. y Nào. e Y tuyết, tuyết. Tuyết sắc tuyết, tuyết sắc tuyết. với âm Luật đầu trình tạ này, với âm đâu này. Âm đâu là cơ cá quý. Như này này. Khi cá đi với nguyên âm là y e e là kế ký ke đúng không? Là khi cá. Còn viết là quý khi đi về âm đềm, ví dụ là quế quý này, quả này. Còn viết là cơ khi đi với các nguyên âm còn lại là cố co này. Rồi với nguyên âm ia này, sẵn này viết ia khi tiếng không còn không có âm cuối là mỉa bo kia vỉa. mỉa là ăn mỉa, bò là con bò. Đúng rồi, Kia viết nữa. ia này, Nha, kia. viết ia khi đi với âm đềm này, khuya này, Buông khuya này, tuya này. Rồi hôm nay ôn tập thế thôi nha. Yeah.